Dạ, kênh Liên Nguyễn muốn chào bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay tiếp tục bến và nhựa của chị Thúy, giao lưu pho hoa giấy rất là đẹp nha bà con. Dáng nghệ thuật co lắc, form lùng lực luôn. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu chi tiết với nhà vườn ạ. Dạ, Xin chào chào chị. anh, chào cô chú, anh chị đã ủng hộ em những clip rồi ạ. Bữa nay em về một số phôi, mong cô chú ủng hộ nhà vườn em ạ. Dạ, không mất thời gian, em xin vào cây số 1 ạ. Vành cổ em đo được là 34 ạ. Tổng chiều dài là 53 ạ. Sổ lế là 43 ạ. Em đo được vị trí này là 50 ạ. Cây mã số 1 này em xin giao lưu là 450k ạ. Em bao gồm phí ship nha bà con, em chúc chậu quả bầu nha bà con. Dạ em lên tiếp mã số 2 ạ. Để co lắc nha bà con. Vành cổ em đo được là 29. Tổng chiều dài này là 51 ạ. Số đế là 33 ạ. Em đo được vị trí này là 50 ạ. Cây mã số 2 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 3 ạ. Mình có em đo được là 29 ạ. Tổng chiều dài là 58 ạ. Số đế là 39 ạ. Đo được vị trí này là 44 ạ. Cây mã số 3 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 4 ạ. Cổ em đo được là 39 ạ. Tổng chiều dài là 45 ạ. Sổ đế 34 ạ. Đo được vị trí này là 45 ạ. Cây mã số 4 này em xin giao lưu là 300k ạ. Em lên tiếp mã số 5 ạ. Cổ em đo được là 29 ạ. Tổng chiều dài là 54 ạ. Sổ đế là 46 ạ. Đo được vị trí này là 32 ạ. Cây mã số 5 này em xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 6 ạ. Tiếp theo là mã số 6. Có em đo được là 29 ạ. Tổng chiều dài là 49 ạ. Sổ đế là 35 ạ. Đo được vị trí này là 35 ạ. Cây mã số 6 này em xin giao lưu là 300k ạ. Em lên tiếp mã số 7 ạ. Có em đo được là 31 ạ. Tổng chiều dài là 59 ạ. Số đế là 33 ạ. Đo được vị trí này là 37 ạ. Cây mã số 7 này em xin giao lưu là 300k ạ. Lên tiếp mã số 8 ạ. Mình có em đo được là 26 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Số đế là 43 ạ. Đo được vị trí này là 42 ạ. Cây mã số 8 này em xin giao lưu là 300k ạ. Lên tiếp mã số 9 ạ. Cổ em đo được là 23 ạ. Tổng chiều dài là 49 ạ. Số đế là 38 ạ. Em đo được vị trí này là 30 ạ. Cây mã số 9 này em xin giao lưu là 200k ạ. Em lên tiếp mã số 10 ạ. Cổ em đo được là 24 ạ. Tổng chiều dài là 56 ạ. Số đế là 40 ạ. Đo được vị trí này là 31 ạ. Cây mã số 10 này em xin giao lưu là 250k ạ. Em lên tiếp mã số 11 ạ.
Có em ra được là 24 ạ. Tổng chiều dài là 47 ạ. Số đế là 40 ạ. Em ra được vị trí này là 52 ạ. Cái mã số 11 này em xin giao lưu là 200k ạ. Em lên tiếp mã số 12 ạ. Còn có em ra được là 29 ạ. Tổng chiều dài là 63 ạ. Số đế là 42 ạ. Em ra được vị trí này là 39 ạ. Cái mã số 12 này em xin giao lưu là 250k ạ. Em lên tiếp mã số 13 ạ. Ra được hoành cổ nó là 29 ạ. Tổng chiều dài là 45 ạ. Số đế là 30 ạ. Ra được vị trí này là 44 ạ. Cây mã số 13 này em xin giao lưu là 300k ạ. Lên tiếp mã số 14 ạ. Mình có em ra được là 30 ạ. Tổng chiều dài là 56 ạ. Số đế là 48 ạ. Ra được vị trí này là 41 ạ. Cây mã số 14 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 15 ạ. Có em ra được là 28 ạ. Tổng chiều dài là 55 ạ. Số đế là 40 ạ. Mình có em ra được là 53 ạ. Cái mã số 15 này em xin giao lưu là 300k ạ. Lên tiếp mã số 16 ạ. Mình có em ra được là 21 ạ. Tổng chiều dài là 46 ạ. Số đế là 35 ạ. Em ra được vị trí này là 34 ạ. Cái mã số 16 này em xin giao lưu là 180k ạ. Lên tiếp mã số 17 ạ. Mình có em ra được là 22 ạ. Tổng chiều dài là 52 ạ. Số đế là 42 ạ. Ra được vị trí này là 34 ạ. Cái mã số 17 này em xin giao lưu là 200k ạ. Lên tiếp mã số 18 ạ. Mình có em đo được 27 ạ. Tổng chiều dài là 67 ạ. Số đế là 46 ạ. Đo được vị trí này là 48 ạ. Cây mã số 18 này em xin giao lưu là 200k ạ. Lên tiếp mã số 19 ạ. Mình có em đo được là 27 ạ. Tổng chiều dài là 46 ạ. Số đế là 39 ạ. Đã được chỗ này là 32 ạ. Cái mã số 19 này em xin giao lưu là 200k ạ. Lên tiếp mã số 20 ạ. Có em đo được là 32 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Số đế là 33 ạ. Em ra được vị trí này là 48 ạ. Cây mã số 20 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 21 ạ. Cổ em ra được là 22 ạ. Tổng chiều dài là 48 ạ. Số đế là 38 ạ. Ra được vị trí này là 48 ạ. Cây mã số 21 này em xin giao lưu là 200k ạ. Em lên tiếp mã số 22 ạ. Có em đo được là 28 ạ. Tổng chiều dài là 44 ạ. Số đế là 34 ạ.
Em ra được vị trí này là 42 ạ. Cây mã số 22 này em xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 23. Có em ra được là 26 ạ. Tổng chiều dài là 53 ạ. Số đế là 40 ạ. Ra được vị trí này là 42 ạ. Cây mã số 23 này em xin giao lưu là 250k ạ. Em lên tiếp mã số 24 ạ. Có em ra được 26 ạ. Tổng chiều dài là 55 ạ. Số đế là 37 ạ. Ra được vị trí này là 40 ạ. Cái mã số 24 này em xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 25 ạ. Có em ra được 29 ạ. Tổng chiều dài là 58 ạ. Số đế là 38 ạ. Ra được vị trí này là 46 ạ. Cây mã số 25 này em xin giao lưu là 300k, em bao gồm phí ship nha bà con, em chúc chậu quá bầu nha bà con. Dạ cây mã số 25 này cũng là cây mã của clip, em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip và em xin cảm ơn ạ. Rồi, em cảm ơn chú Thúy nha, cảm ơn bà con mình nha. Hy vọng bà con mình chốt ủng hộ nhà vườn. Chúc bà con mình xem clip rất là vui vẻ nha. Hẹn lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.